Anh Trung. Anh Trung. Trời ơi, tặng hoa luôn. Ôi, hoa đẹp lãng mạn mà bự chà bá luôn. Ngày mai là cửa hàng của khai trương, tôi gửi tới trước một ngày. Anh Trung, hoa này mua ở đâu chị em? Để mua em tặng bé đi. Ui da. Cảm ơn anh nha. Lo khiêng cái kệ ra ngoài kia kìa, không khiêng đi. Phụ chị một tay nè. Dạ. Lấy họ cho em địa chỉ nha. Em qua bên đó đi, để chị. Nè, thôi được rồi, để tôi. Có được không đó? Đàn ông ga lăng dữ vậy ta. Tôi nhiều chuyện quá à, khiêng đi. Được chứ, giữ cái thằng nhóc này, bớt xỏ lá lại đi. Trời ơi, xỏ lá luôn. Nè, khiêng ra để xéo xéo chỗ này nè nha. Con bé. Dạ. Lấy cái thùng này ra rồi lát để lên trên đó. Ôi, anh Trung, trời đất ơi, có sao không vậy? Có sao không anh Trung? Anh có sao không vậy? Có sao không vậy? Không sao, không sao, không sao, không sao, không sao. Vậy mà nó không sao? Trời ơi, đã nói là để cho người ta quen việc, người ta khiêng được rồi. Tự nhiên nhào vô chi. Tụi nó không sao mà. Cái này là đau lắm nè. Thôi lên xe đi, tôi chở đi bệnh viện. Không cần tới bệnh viện đâu, tôi về nhà tôi sức dầu xoa bóp xíu là hết rồi. Trời ơi, đau dữ lắm á chị. Vậy mà xoa bóp sao mà hết được? Để tôi chở anh về. Chân cẳng vậy sao mà đập ga đập thắng được? Được không đó? Được sao không được? Thông thường sau khi gây tai nạn thì những người ngồi sau tay lái đều bị ám ảnh tâm lý. Nhưng Hằng không chỉ lái xe bán tải hàng ngày mà còn không có vẻ gì ngần ngại khi đề nghị chở người khác. Cứ như trong tiềm thức cô chưa từng gây ra tai nạn vậy. Nè, làm gì mà đơ người ra vậy? Sợ hả? Anh là con trai, anh sợ là con gái chở mình là bị quê đúng không? Nè, đi thì đi, sợ gì? Lấy cái giỏ cho chị đi. Dạ. Ổn không anh? Cẩn thận nha anh. Đi. Hai đứa lo coi chừng tiệm đi. Sắp đồ lên cái kệ đi nha. Dạ. Không biết hai người đó chừng nào mới nhận ra đối phương có tình cảm với nhau ha. Cô lái xe giỏi hơn tôi tưởng đó. Xe tải tôi còn lái được mà, mấy xe này nhầm nhỏ gì. Hằng thật sự là người đã tông chết em gái của mình sao? Sự cẩn thận này, sự thuần thục này, có khả năng nào cô ấy chưa từng gây ra tai nạn không? Cái vòng này là Thanh tặng cô. Sao tự nhiên nhắc tên anh ta vậy? Đồ anh ta tặng á, tôi bỏ hết rồi. Cái vòng này á là của Bình Minh. Của Bình Minh? Ừ. Hôm trước tôi dọn phòng, tôi tìm thấy nó. Tôi hỏi bé, bé nói là không phải của nó. Tôi nghĩ là của Bình Minh rồi. Chào sếp. Cậu Thanh cũng thích đeo những loại vòng này à? À, đây là vòng cầu bình an, mẹ muốn tôi đeo cặp với cô ấy. Cô em họ của tôi cũng lắm trò thật chứ. Nó xấu với em đó. Bộ anh không có ai đeo cặp chung nên ghen tị hả? Rõ ràng đây là một trong hai chiếc vòng đó. Tại sao nó lại ở trong phòng trọ để Hằng tìm thấy được? Rốt cuộc cái vòng tay này thuộc về Thanh hay là Mỹ? Mình có nên nói cho Hằng biết hay không? Tốt nhất mình nên tạm điều tra rõ trước rồi sẽ nói với Hằng sau. Mấy ngày gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra với Hằng rồi. Anh về ăn đi. Vậy ăn mì kìa. Ngay cả Thanh ngày trước cũng chưa từng tin tưởng vào những dự định, ước mơ của mình. Ngay cả người từng là chồng sắp cưới cũng chưa từng khiến mình cảm thấy có thể dựa vào. Vậy mà tại sao anh lại luôn theo sát và ủng hộ tôi như vậy? Hả Trung? Không phải là anh rất căm ghét tôi vì tôi đã khiến em gái anh ra đi hay sao? Tại sao anh lại khiến tôi dần dần muốn dựa vào anh như thế này? Anh nói coi, tôi phải làm sao bây giờ?
ăn mì nè. Anh làm gì mà ngủ như chết? Người ta gọi nãy giờ luôn mà không dậy. Nở mì rồi là uổng công nấu của tôi á. Cô dằn mặt tôi hả? Một mình tôi sao ăn hết nổi hai tô này? Trời đất, anh tính bỏ đói tôi hả? Tôi băng bó vết thương cho anh, đưa anh về rồi còn nấu mì cho anh nữa. Anh keo kiệt với người ta vừa vừa phải phải thôi. Ừ, hợp lý. Một mình tôi cũng đâu ăn hết hai tô đâu. Chứ anh ăn hai tô mà tôi để yên cho anh chắc. Ăn đi, nở hết bây giờ. Hoa hồng cho sớm mai, 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.